Đạo hiếu với cha mẹ từ xưa đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Dù sinh sống ở đâu trên khắp Nam Châu, phẩm chất ấy vẫn luôn là mạch ngầm được gìn giữ qua bao thế hệ người Việt. Nằm trong dòng chảy ấy, đại lễ Vu Lan báo hiếu với chủ đề Hoài niệm mẹ do Tổng đạo Tràng Viên Ngộ Gwangju tại Hàn Quốc tổ chức tại trường tiểu học Hang Nam Gwangju đã thu hút đông đảo Phật tử cùng bà con Việt Nam tại đây. Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Cứ tháng 7 âm lịch hàng năm, khi mùa Vu Lan báo hiếu đến, tấm lòng của hàng nghìn người con đất Việt tại Hàn Quốc lại xốn xang nhớ về quê hương, nơi có những người cha, người mẹ đang trông đợi tin con từng ngày. Tháng 7 âm lịch năm nay, hơn 400 người Việt cùng Phật tử Việt Nam tại Gwangju và một số vùng lân cận đã về với đại lễ Vu Lan mang chủ đề Hoài niệm mẹ do Tổng đạo tràng Viên Ngộ tại Gwangju tổ chức. Đây cũng là dịp để bạn bè quốc tế trải nghiệm và nhận được nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt mùa Vu Lan. Thấy là thầy như được ấm lòng vì năm nay có lẽ là thầy phải xa quê mà xa cách là xa nhất. Những cảm xúc về mẹ có lẽ là nó cũng nhiều nhất. Đến dự lễ Vu Lan của người Việt, tôi cảm thấy rất vui vì có thể cảm nhận được những nét giống nhau trong văn hóa của người dân hai quốc gia. Buổi lễ mở đầu với phần tưởng niệm bốn ân nghĩa lớn của cha mẹ, sau đó là chia sẻ về ý nghĩa Vu Lan và hoa hồng cài áo do Đại Đức Thích Tường Thanh, giáo thọ sư Tổng đạo tràng Viên Ngộ giảng. Qua đó giáo dục cho những người con xa xứ, các thanh thiếu niên sinh ra trong những gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc, hiểu về nguồn gốc truyền thống đạo hiếu của dân tộc Việt Nam. Đại lễ dành nhiều thời gian cho các hoạt động mang tính chất giáo dục cộng đồng như dâng hoa cúng dường Đức Phật, cài hoa hồng cho khách dự lễ, dâng hoa đăng tưởng niệm ân đức sinh thành. Và đặc biệt là phần chia sẻ những câu chuyện về gia đình, cha mẹ mình đã khiến những người con xa xứ không kìm nén được xúc động nghẹn ngào. Làm cho ba mẹ mình cảm thấy buồn lòng á, thì em cảm thấy hối hận và em muốn thông qua cái lễ Vu Lan này muốn gửi tới ba mẹ mình lời yêu thương, đó là con yêu ba mẹ rất nhiều. Trước khi ở Việt Nam thì Vu Lan là em cũng ở nhà và đi chùa với mẹ và hai cầu nguyện cho ba mẹ là luôn mạnh khỏe. Nhưng mà có nhiều lúc lỗi lầm mà mình vô tình làm thôi chứ mình không cố ý, nhưng khi qua đây rồi thì đọc những nghe những dòng cảm xúc của thầy đọc và anh chị chia sẻ thì không ai là nghe được cái dòng cảm xúc của mình, thì là một đạo tràng như thế này để cho tụi em được đưa đó sinh hoạt để vơi bớt nỗi nhớ nhà. Buổi lễ kết thúc bằng chương trình ca nhạc đặc sắc do các Phật tử Việt Nam trong cộng đồng thể hiện với các tiết mục thể hiện tình yêu cha mẹ và ca ngợi quê hương đất nước. Đại lễ Vu Lan báo hiếu hoài niệm mẹ đã trở thành một ngày hội thực sự tôn vinh đức hiếu hạnh của người Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ mùa Vu Lan năm nay, đạo tràng dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức hai khóa tu tại miền Nam và miền Bắc Hàn Quốc vào cuối tháng 7 âm lịch.